nếu mua số. Cho bún. Mẹ đâu? Nó thấy mình phát bún mà nó cười kìa. Bù lô ba. Nó lấy phòng bia. Để chơi đêm hôm, chậm chạp quá chậm giảm tôi gọi cũng không thấy. Nhắm để gọi lên chú ba hả? Chiều tối là ngày nào cũng phải nạp tiền cho quán mà nạp cũng không đủ. Thì không sao hết, nó đúng lẽ là anh lên ngân hàng anh lấy. Nhiều lần nhưng mà chỉ tới 20 là ngưng, nó không có cho rút nữa. Nói rồi qua ngày hôm sau nó được máy tới 20 nữa. Mấy đó đụng mà nó không có gì ăn được. Không có, mà giờ làm chiều ai bữa có bữa nhậu. Nước, nước đá rồi ướp gì nữa ướp. Là nước đá rồi ướp. Rồi uống ly nào biết uống bia được không? Uống mà cái giống đất gì uống. Uống đá rồi.